Trần Hưng Đạo không rõ năm sinh, ông mất năm 1300, còn được gọi là Hưng Đạo Vương. Tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con của thân vương An Sinh Vương Trần Liễu và là cháu nội của Trần Thái Tổ. Trần Hưng Đạo có mối quan hệ mật thiết với hoàng tộc họ Trần và vua Trần Nhân Tông gọi ông bằng bác. Ông là một trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và được xếp vào danh sách 10 đại nguyên soái thế giới kiệt xuất nhất. Ông vốn có tài quân sự, lại là tôn thất nhà Trần, Do đó trong cả ba lần quân Nguyên Mông tấn công Đại Việt, ông đều được vua Trần cử làm tướng chống trận. Đầu thế kỷ thứ 13, nước Mông Cổ thành lập. Với một lực lượng quân đội mạnh và hiếu chiến, vua Mông Cổ liên tiếp xâm lược và thống trị nhiều nước ở châu Á, châu Âu. Quân Mông Cổ đi đến đâu cũng làm nhà cửa đổ nát, thành trì tan hoang, nhân dân bị giết hoặc bị bắt làm nô lệ. Năm 1257, để thực hiện kế hoạch gọng kìm tiêu diệt Nam Tống nhằm xâm chiếm toàn bộ Trung Quốc, vua Mông Cổ sai tướng Ngột Lương hợp thai chỉ huy hơn hai vạn quân xâm lược Đại Việt. Trần Hưng Đạo được vua Trần Thái Tông Phong làm đại tướng chỉ huy các lực lượng ở biên giới đánh quân Mông Cổ xâm lược. Đặc biệt, ở kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai và thứ ba, ông được vua Trần Nhân Tông Phong làm tiết chế các đạo quân thủy bộ. Dưới tài lãnh đạo của ông, quân dân Đại Việt chiến thắng ở Trưng Dương, Hàm Tử, vạn kiếp bạch đằng đuổi giặc ra khỏi nước và ông được phong tước hưng Đảo vương trận bạch đằng năm 1288 xảy ra trên sông bạch đằng do trần hưng đạo cùng với thái thượng hoàng trần thánh tông và vua trần nhân tông chỉ huy là một trận đánh quan trọng trong cuộc kháng chiến chống nguyên mông lần thứ ba của lịch sử việt nam quân nguyên bị thiệt hại vô cùng nặng và nhiều tướng nguyên trong đó có cả ô mã nhi phạm nhàn và phản tiếp cũng bị bắt sống ngoài ra có những 400 chiến thuyền của quân Nguyên rơi vào tay quân Trần. Đại thắng trên sông Bạch Đằng được xem là trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và là thắng lợi tiêu biểu nhất của Đại Việt trong ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. Sau đó, ông lui về ở Vạn Kiếp là nơi ông được phong ấp, nay thuộc xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nhân dân lúc bấy giờ kính trọng ông, lập đền thờ ông ở Vạn Kiếp. Tại đền có bài văn bia của vua Trần Thánh Tông ví ông với thượng phụ, tức Khương Tử Nhà. Tháng 6 âm lịch năm canh tí 1300, ông lâm bệnh và mất.